Cho mình hỏi là mình bị bệnh tiểu đường thì nên uống cây thuốc nào? Xin tư vấn giúp mình. Xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường. Đối với căn bệnh này thì hiện nay có rất là nhiều bệnh nhân điều trị hiệu quả bằng các cây thuốc nam dân gian. Cây thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hàng đầu hiện nay đó chính là cây dây thiều canh. Là loại thảo dược đã trải qua rất là nhiều công trình nghiên cứu kỹ lưỡng cả trong nước và ngoài nước. Các nghiên cứu đã khẳng định rằng cây dây thiều canh có tác dụng ổn định đường huyết, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất là hiệu quả. Tác dụng này của cây dây thiều canh đã được chúng tôi phân tích rất là kỹ ở những video trước. Các bạn có thể xem và tham khảo ạ.